Ban biên tập xin được gửi lời chào và cảm ơn tới quý khán thính giả đã luôn quan tâm và đồng hành cùng với tin tức 24 giờ HD. Trong bản tin trong nước và quốc tế ngày hôm nay, hãy cùng chúng tôi cập nhật những tin tức nóng nhất đã diễn ra trong 24 giờ qua. Từ ngày 1 tháng 4 năm 2022, không được mua bán trang thiết bị y tế khi chưa có giá kê khai. Ông Trịnh Văn Quyết bị bắt, cú nổ lớn và những dư chấn. Màn quay xe của giới dân chủ từ vụ bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt giữ. Thành phố Hồ Chí Minh có khoảng hơn 2.200 trẻ mồ côi vì dịch Covid-19. Trên đây là phần điểm tin, ngay sau đây là phần thông tin chi tiết. Ông Trịnh Văn Quyết bị bắt, cú nổ lớn và những dư chấn. Kính thưa quý vị, hệ sinh thái FLC có quy mô không lớn và ảnh hưởng tới thị trường nói chung không nhiều. Ảnh hưởng của Bamboo Airways chưa được xác định, nhưng hãng hàng không này hoạt động khá hiệu quả. Ảnh hưởng không đáng kể. Thị trường chứng khoán tăng trở lại trong phiên ngày 29 tháng 3 sau khi giảm khá mạnh 15 điểm trong phiên trước đó vì những thông tin tiêu cực liên quan tới cựu chủ tịch tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết. Tối ngày 29 tháng 3, Bộ Công an thông tin về quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Trịnh Văn Quyết để điều tra hành vi thao túng thị trường chứng khoán. Ngay sau đó, tập đoàn FLC cũng ra thông báo về việc bà Vũ Đặng Hải Yến, Phó Tổng Giám đốc tập đoàn FLC, được ủy quyền thực hiện các công việc quyền Chủ tịch Hội đồng Quản trị tại FLC, Bamboo Airways. Ông Trịnh Văn Quyết cũng ủy quyền cho bà Vũ Đặng Hải Yến toàn bộ các quyền liên quan đến các tài sản thuộc quyền sở hữu của mình. Thông tin này khiến nhiều nhà đầu tư lo ngại nhóm cổ phiếu họ FLC sẽ tiếp tục giảm sàn và thị trường chứng khoán chung sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia đánh giá cú nổ FLC sẽ không ảnh hưởng nhiều tới thị trường chứng khoán nói chung. Ông Huỳnh Minh Tuấn, founder của FIDT, cho rằng mức độ ảnh hưởng của vụ việc tới thị trường chứng khoán không đáng kể vì quy mô kinh doanh của hệ sinh thái này rất bé, ngoại trừ BVA, tức là Bamboo Airways, chưa có số liệu cụ thể vì không phải là công ty đại chúng. Theo FIDT, tổng doanh thu hệ sinh thái tập đoàn này vào khoảng 13.000 tỷ đồng, tương đương hơn 500 triệu đô la Mỹ, chỉ bằng khoảng 0,014% GDP Việt Nam. Về nợ, bao gồm cả ngắn và dài hạn, chưa tính BVA, vào khoảng 8.400 tỷ đồng, tương đương với khoảng 360 triệu đô la Mỹ. Rất nhỏ nếu so với quy mô nợ hơn 11 triệu tỷ đồng của nền kinh tế Việt Nam. Một loạt nhà băng liên quan. Về Bamboo Airways, theo FIDT, hiện chưa có đầy đủ số liệu để đánh giá về dư nợ và quy mô vốn. Tuy nhiên, BVA, tức là Bamboo Airways, sẽ có liên đới tới các ngân hàng cho vay cầm cố bổ sung tài sản đảm bảo là cổ phần của Bamboo Airways như là STB 1.840 tỷ đồng, OCB 1.400 tỷ đồng. Các ngân hàng sẽ phải trích lập theo chuẩn quản trị rủi ro của mình trong các trường hợp khẩn cấp như CEO hay là chủ tịch bị vướng vòng lao lý, đánh giá lại toàn bộ các khoản vay cũng như yêu cầu bổ sung tài sản đảm bảo để nâng hệ số an toàn. Cổ phần của Bamboo Airways còn được cầm cố tại NVB, tức là Nam Việt Bank. Lấy chuẩn tham chiếu từ Sacombank, ngân hàng này cho vay cầm cố cổ phần với mức định giá khoảng 8.500 đồng dưới mệnh giá. Giả sử nếu tổng vốn điều lệ của Bamboo Airways là 16.000 tỷ đồng, thì mức cầm cố từ số cổ phần này sẽ rơi vào khoảng 13,6 nghìn tỷ đồng. Đây là mức dự phòng tối đa cho dư nợ phát sinh từ cổ phần của Bamboo Airways. Hầu hết các máy bay do Bamboo Airways đang vận hành là máy bay thuê bởi các hợp đồng đặt mua từ trước tới giờ chưa được ghi nhận. Vì vậy, các tài sản này không thuộc về Bamboo Airways và không phát sinh dư nợ với hệ thống ngân hàng Việt Nam. Tổng thể, bóc tách dư nợ toàn bộ hệ thống tập đoàn FLC sẽ vào khoảng gần 1 tỷ đô la Mỹ, trong đó hơn 60% được đánh giá là an toàn bởi sự vận hành của Bamboo Airways là khá hiệu quả, theo khảo sát của FIDT. Cũng theo FIDT, rủi ro từ sự kiện này là thấp và sẽ không xảy ra hiện tượng hòn tuyết lăn như những lo ngại năm xưa khi các yếu nhân vướng vòng lao lý. Hai nhóm bị ảnh hưởng. Còn về thị trường chứng khoán, theo FIDT, sẽ có hai nhóm ảnh hưởng trực tiếp bởi sự kiện này, bao gồm hệ sinh thái của FLC như các mã AMD, KFL, ART, ROS, GAB, vi tính gia đình. Diễn biến bán tháo là khó tránh khỏi. Bên cạnh đó, BVA cũng sẽ rơi mạnh trên thị trường OTC. Nhóm tiếp theo cũng bị ảnh hưởng là nhóm ngân hàng mà hệ sinh thái này đang có dư nợ, gồm STB, OCB, BIDV, NVB. Vì quy trình trích lập và gọi bổ sung tài sản cũng như rà soát lại chất lượng tài sản, đánh giá lại mức giá cho vay. Ở nhóm ngân hàng này, quy mô nợ xấu này nếu có cũng khá nhỏ với quy mô tổng tài sản của từng ngân hàng như STB, OCB hay NVB.
Vì vậy, mức độ phản ứng khoảng 1-2 phiên và đi kèm với đó là những thông tin được công bố về cơ cấu nợ sẽ làm thẩm thấu những lo ngại này vào thị giá các nhà ngân hàng này. Ở góc độ thứ hai, với toàn bộ thị trường và các nhóm ngành còn lại, sự kiện này thật sự không liên quan gì vì nhóm FLC này từ lâu đã tách bạch và định vị mình ở nhóm đầu cơ rất rõ. Có chăng chỉ là một lượng tiền đầu cơ tương đối sẽ bị nhốt trong này, cũng như liên đới tới một vài kho hàng tự phát theo kiểu bán bổ sung tài sản. Nhiều khả năng sẽ không có nhiều hoạt động bán giải chấp liên đới ở các kho hàng này khi đã bị xử lý ở tháng 1 vừa rồi. Như vậy, ảnh hưởng tiêu cực là ngắn hạn, còn về chung và dài hạn, thị trường vẫn rất tốt. Lịch sử cũng cho thấy, với những lần vướng lao lý của các yếu nhân có quy mô ảnh hưởng lớn hơn hệ sinh thái của FLC, nhưng thị trường chứng khoán phục hồi rất tốt về sau. Bên cạnh đó, sự kiện cũng cho thấy quyết tâm làm trong sạch, lành mạnh và minh bạch của thị trường sẽ thúc đẩy một luồng vốn quy mô lớn vào thị trường chứng khoán, vì đây vẫn là nơi phân bổ tài sản chất lượng và là nơi huy động vốn chung và dài hạn tốt cho nhóm công ty làm ăn đàng hoàng minh bạch. Sau vụ việc, tâm lý đánh bạc, đầu cơ, đội lái sẽ giảm bớt và sự nắn dòng vốn đầu tư sẽ diễn ra rất rõ. Có thể nói nhóm cổ phiếu hưởng lợi là nhóm cổ phiếu làm ăn tốt, quy mô lớn, minh bạch trong hoạt động kinh doanh và uy tín từ người lãnh đạo sẽ hút hàng. Đây có thể coi là một pha ghi điểm trong mắt các nhà đầu tư ngoại đi kèm với triển vọng sáng sủa cho việc lên hạng của thị trường chứng khoán trong tương lai gần, năm 2024-2025, khi những lực cản trở định tính được gỡ bỏ, minh bạch, hệ thống giao dịch lỗi thời, đồng thời là bước ngoặt về môi trường đầu tư sạch, an toàn và bảo vệ tốt cho toàn bộ nhà đầu tư. Màn quay xe của giới dân chủ từ vụ bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt giữ. Kính thưa quý vị, Nguyễn Phương Hằng là cái tên gây sốt trên mạng xã hội trong suốt một thời gian dài. Thời gian đầu, các đối tượng chống phá, vu vạ chính quyền có mối quan hệ với Nguyễn Phương Hằng, tuy nhiên sau đó lại là một luận điệu tô vẽ quay ngoắt 180 độ. Với những cuộc đấu tố trên mạng xã hội liên quan đến khuất tất của nghệ sĩ trong việc ăn chặn từ thiện, chuyện giả danh thần y để chữa bệnh của ông Võ Hoàng Yên, vụ việc vi phạm tại tỉnh thất Bồng Lai, cái tên Nguyễn Phương Hằng đã nổi đình nổi đám trên thế giới mạng. Trong số những thông tin được bà Hằng đưa ra có những nội dung đúng, chuẩn xác và đã được cơ quan chức năng giải quyết. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có không ít nội dung thiếu kiểm chứng, mang tính lăng nhục người khác. Một kết quả đáng buồn cho bà Hằng là cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp tạm giam đối với bị can Nguyễn Phương Hằng để phục vụ công tác điều tra, làm rõ hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của người khác. Ngay sau đó, giới dân chủ đã nhanh chóng bắt sóng để tiến hành xuyên tạc, gây nhiễu loạn thông tin vụ án. Cụ thể, Việt Tân tiến hành cái gọi là khảo sát quan điểm độc giả về việc công an thành phố Hồ Chí Minh bắt giam bà Phương Hằng. Đồng thời cùng với các tổ chức chống phá khác, Việt Tân cũng tung ra rất nhiều quan điểm lệch lạc, sai trái, như bà Nguyễn Phương Hằng bị Đảng Cộng sản dùng một loạt luật mơ hồ không liên quan gì hành động bà ta thì rõ ràng đây là hành động chụp mũ của chính quyền Cộng sản. Vụ bắt bà Nguyễn Phương Hằng, luật sư cảnh báo về điều luật thòng lọng toàn dân, chính sách vỗ béo để thịt của Cộng sản Việt Nam qua vụ bắt giam bà Nguyễn Phương Hằng. Thậm chí từ vụ việc này, không ít kẻ còn móc nối xuyên tạc công tác cán bộ tại thành phố Hồ Chí Minh và một số địa phương. Phải nói thẳng, những luận điệu được giới dân chủ rêu rao ở trên là hoàn toàn sai trái, mang tính chất xuyên tạc nhằm bôi nhọ chính quyền. Thứ nhất, thông qua vụ bà Nguyễn Phương Hằng, chúng ta càng thấy rõ bộ mặt thật đầy lật lọng, xảo trá của những kẻ mang danh dân chủ. Cùng quay lại thời hoàng kim của bà Hằng. Đặc biệt là khi những hành vi phạm tội tại tỉnh thất Bồng Lai bị phanh phui. Có thể thấy, giới dân chủ đã nhao nhao khóc mướn cho tỉnh thất Bồng Lai, vu khống chính quyền xâm phạm quyền tự do tôn giáo của người dân. Thế rồi giới dân chủ nghi hoặc, livestream của bà Phương Hằng có lợi cho ai? Chúng rêu rao, điều kỳ lạ là trong xứ sở được đảng lãnh đạo toàn diện, bắt phong trần, phải phong trần, cho thanh cao mới được phần thanh cao. Mọi ý kiến tưởng chừng như cả hơi thở không hợp ý đảng và nhà nước đều bị khởi tố bắt giam xét xử, thì bà Nguyễn Phương Hằng lại được hưởng quy chế dân chủ đặc biệt. Các livestream của bà Phương Hằng đã đóng góp rất hiệu quả cho việc củng cố chế độ toàn trị. Những mầm mống của hoạt động tín ngưỡng, từ thiện bé nhỏ nhất, dù ở quy mô gia đình như thiền am bên bờ vũ trụ, cũng sẽ bị bóc nát từ trong trứng nước. Hồng vệ binh Phương Hằng tiền pháo, ban tôn giáo chính phủ hậu dung. Những kẻ này cho rằng bà Hằng được chính quyền chống lưng, được chính quyền chỉ đạo. Mục đích của việc này là ngăn chặn việc gây ảnh hưởng, tiếng vang, quy tụ lòng dân của người nổi tiếng, bảo vệ sự toàn trị của đảng. Ấy thế nhưng khi cơ quan điều tra khởi tố bắt tạm giam bà Hằng, các loa làng dân chủ lại nhanh chóng quay xe.
Từ vị thế được chính quyền chống lưng, giới dân chủ đã ngay lập tức biến bà Hằng thành nạn nhân của chính quyền. Đây thực sự là một sự lật lọng quá kinh khủng. Thứ hai, cần khẳng định rõ việc cơ quan điều tra khởi tố, tạm giam bà Hằng để phục vụ công tác điều tra là thực hiện đúng quy trình, thủ tục của pháp luật. Ai sai đến đâu sẽ bị xử lý đến đó. Trong những phát ngôn của bà Hằng, cơ quan điều tra sẽ thu thập tài liệu làm rõ đâu là đúng, đâu là sai để xử lý theo quy định. Phải hiểu rõ, kể cả trong trường hợp nội dung bà Hằng phản ánh là đúng, thì bà Hằng cũng không có quyền sỉ vả, nhục mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác. Đặc biệt, việc sử dụng mạng xã hội để tung ra những thông tin đời tư chưa được kiểm chứng về người khác là không được phép. Việc xử lý sai phạm là của cơ quan chức năng, cá nhân có quyền trách nhiệm tố cáo sai phạm nhưng không phải vì vậy mà được kết án người khác. Việc khởi tố điều tra với bà Hằng thể hiện sự nghiêm minh, công bằng của pháp luật và cũng khẳng định sẽ không có vùng cấm đối với bất kỳ ai khi có hành vi vi phạm pháp luật. Các đối tượng đang cố tình chính trị hóa vụ án hình sự nêu trên để tạo cớ xuyên tạc, chống phá, bôi nhọ chính quyền, kích động tập trung đông người, gây rối trật tự xã hội. Vì vậy, mỗi người cần hết sức cảnh giác, chủ động sàng lọc thông tin, không để bị kẻ xấu giắt mũi. Thành phố Hồ Chí Minh có khoảng hơn 2.200 trẻ mồ côi vì dịch COVID-19. Kính thưa quý vị, tính đến đầu tháng 2, toàn thành phố ghi nhận hơn 2.200 trẻ mồ côi vì dịch COVID-19, trong đó có 39 trường hợp mất cả cha lẫn mẹ. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa có báo cáo kết quả công tác chăm lo, hỗ trợ trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trên địa bàn của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Số liệu cập nhật đến tháng 2 năm 2022, Thành phố Hồ Chí Minh có hơn 2.200 trẻ mồ côi do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, trong đó 39 em mất cả cha lẫn mẹ, 78 em mất người trực tiếp nuôi dưỡng và trên 2.000 em mất cha hoặc là mẹ. Còn theo đại diện Sở Lao động Thương binh và Xã hội cùng với chính sách chăm lo của Trung ương, bắt đầu từ đợt dịch thứ tư bùng phát, Thành phố Hồ Chí Minh đã tích cực chăm lo cho trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn do COVID-19. Tổng kinh phí từ nguồn xã hội hóa để chăm lo cho nhóm trẻ này cùng trẻ sống trong các cơ sở bảo trợ xã hội, các quận huyện đông dân nhập cư là trên 17,3 tỷ đồng. Trung bình, mỗi em nhận được hỗ trợ từ 5 tới 6 triệu đồng một lần hỗ trợ. Riêng các em mồ côi cha hoặc mẹ hay cả cha lẫn mẹ sẽ được nhận hỗ trợ 8 tới 9 triệu đồng. Ngoài ra, thành phố còn hỗ trợ dụng cụ học tập, các gói an sinh thực phẩm. Nhiều tổ chức cá nhân trên địa bàn cũng cam kết đỡ đầu cho các em đến 18 tuổi. Theo quy định hiện nay, mức trợ cấp với trẻ mồ côi cả bố và mẹ vì COVID-19 dưới 4 tuổi là 900.000 đồng một tháng, ngoài độ tuổi này là 540.000 đồng một tháng. Các em được cấp thẻ bảo hiểm y tế, miễn giảm học phí và các khoản đóng góp khác ở trường, thời gian trợ cấp đến dưới 16 tuổi. Các chính sách trợ giúp xã hội được duy trì đến 22 tuổi, khi các em học văn hóa, học nghề, cao đẳng, đại học. Các chuyên gia tâm lý cảnh báo đại dịch COVID-19 tác động tiêu cực đến trẻ nhỏ, đặc biệt là gây những chia cắt, mất mát, gây ra những sang chấn tâm lý lớn cho trẻ, có thể để lại hậu quả lâu dài về sau. Từ ngày 1 tháng 4 năm 2022, không được mua bán trang thiết bị y tế khi chưa có giá kê khai. Kính thưa quý vị, kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2022, không được mua bán trang thiết bị y tế khi chưa có giá kê khai và không được mua bán cao hơn giá kê khai trên cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế tại thời điểm mua bán. Tại hội nghị trực tuyến tập huấn thực hiện kê khai, công khai giá trang thiết bị y tế theo quy định tại Nghị định 98/2021/NĐ-CP kết nối trên toàn quốc với hơn 1.500 điểm cầu đến các sở y tế, các đơn vị thuộc trực thuộc bộ và các đơn vị doanh nghiệp trên toàn quốc ngày 29 tháng 3, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên nêu rõ. Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 8 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ đã kịp thời hoàn thiện hành lang pháp lý cho việc quản lý trang thiết bị y tế, giải quyết các tồn tại, hạn chế, bất cập hiện nay của hệ thống pháp luật quản lý trang thiết bị y tế, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, quản lý và yêu cầu hội nhập trong lĩnh vực trang thiết bị y tế. Nghị định này là căn cứ để các doanh nghiệp kinh doanh, sản xuất, cung ứng trang thiết bị y tế và các nhà quản lý các cấp cũng như lãnh đạo các bệnh viện, cơ sở y tế xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn và nghĩa vụ, Thứ trưởng nói. Làm rõ thêm về vai trò của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên cho biết, Nghị định đã thay đổi căn bản hoạt động cấp phép lưu hành trang thiết bị y tế theo hướng chuyển cơ chế quản lý từ tiền kiểm sang hậu kiểm, tăng cường phân cấp, chú trọng thực hiện triệt để cải cách thủ tục hành chính. Đồng thời, nghị định cũng đã bổ sung các biện pháp quản lý giá trang thiết bị y tế,
Theo đó, trang thiết bị y tế là mặt hàng phải kê khai giá và cho phép cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền được quyền yêu cầu doanh nghiệp giải trình về các yếu tố cấu thành giá khi cần thiết. Để thực hiện Nghị định số 98/2021/NĐ-CP, Bộ trưởng Bộ Y tế đã có quyết định số 5699/QĐ-BIT ngày 15 tháng 12 năm 2021 phê duyệt kế hoạch triển khai nghị định, giao trách nhiệm cho các đơn vị liên quan của Bộ Y tế tổ chức thực hiện nghiêm. Bộ Y tế đã xây dựng cổng thông tin điện tử, thực hiện kê khai, công khai giá để các tổ chức cá nhân liên quan thực hiện. Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên yêu cầu các đơn vị, doanh nghiệp thực hiện nghiêm Điều 45 Nghị định 98 bao gồm kê khai giá trang thiết bị y tế, công khai giá trang thiết bị y tế, giá trang thiết bị y tế được tính theo đồng tiền Việt Nam, chủ sở hữu số lưu hành trang thiết bị y tế chịu trách nhiệm giá công khai trên cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế, bao gồm đầy đủ các thông tin quy định tại khoản 2 điều này. Yêu cầu vụ trang thiết bị và công trình y tế, Cục Công nghệ Thông tin và Văn phòng Bộ khẩn trương hoàn thiện trang miền của cổng thông tin điện tử thực hiện kê khai, công khai giá trước ngày 1 tháng 4 năm 2022 để triển khai ngay. Lãnh đạo Bộ Y tế cũng yêu cầu vụ trang thiết bị và công trình y tế, Cục Công nghệ Thông tin công khai số điện thoại, đường dây nóng trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm giải đáp thắc mắc của các doanh nghiệp, các cơ sở y tế, các đơn vị cá nhân đảm bảo sự thống nhất trong việc thực hiện các quy định về thực hiện kê khai, công khai giá trang thiết bị y tế theo quy định tại Nghị định 98/2021/NĐ-CP. Tại hội nghị, Bộ Y tế cũng yêu cầu các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, phân phối trang thiết bị y tế tuân thủ theo các nội dung được quy định trong Nghị định 98 nhằm góp phần cung cấp cho ngành y tế các trang thiết bị có chất lượng, đúng giá trị và sử dụng hiệu quả, phục vụ công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân.